Sáng nay, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về chủ trương đầu tư dự án trạm biến áp 220 kV Tam Điệp và đấu nối trên địa bàn thành phố Tam Điệp và huyện Hoa Lư. Cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành địa phương liên quan. Trạm biến áp 220 kV Tam Điệp dự kiến được đặt tại phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp. Đường dây 220 kV đấu nối thuộc địa bàn phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp và xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là gần 3,7 ha. Trạm có nhiệm vụ cấp điện cho phụ tải khu vực phía Nam tỉnh Ninh Bình, gồm thành phố Tam Điệp, thành phố Ninh Bình, huyện Yên Mô và chống quá tải cho trạm 220 kV Ninh Bình. Tại hội nghị, đại diện Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia nêu rõ, thời gian tới, nhu cầu phụ tải điện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ tăng cao, đặc biệt là ở khu vực Tam Điệp, do tốc độ đô thị hóa nhanh và việc mở rộng các khu công nghiệp. Do vậy, cấp thiết phải xây dựng trạm biến áp 220 kV để giảm bán kính cấp điện cho lưới 110 kV, đồng thời tăng cường khả năng cung cấp điện ổn định cho hệ thống truyền tải điện của tỉnh và khu vực, góp phần vận hành ổn định hệ thống điện quốc gia. Đồng thời nhấn mạnh, đến năm 2025 mà dự án chưa hoàn thành, đóng điện, đưa vào khai thác, thì lưới điện 110 kV của tỉnh sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong vận hành. Do vậy, nhất thiết phải hoàn thành các thủ tục cần thiết để khởi công dự án ngay trong quý tư năm nay. Đây là một tiến độ đầy thách thức và Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia mong muốn Ủy ban nhân dân tỉnh sớm xem xét cho phép phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ nhất trí cao với chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên, để đảm bảo cơ sở pháp lý, tiến độ thực hiện, các đại biểu đã trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, việc điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tam Điệp, công tác giải phóng mặt bằng. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Cao Sơn nhấn mạnh, dự án trạm biến áp 220 kV Tam Điệp có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cũng như quốc gia. Đặc biệt ở thời điểm này, khi tỉnh Ninh Bình đang triển khai quy hoạch khoảng 1.000 ha cho hai khu công nghiệp ở thành phố Tam Điệp và huyện Nho Quan. Để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp hướng dẫn thành phố Tam Điệp các quy trình thủ tục nhanh nhất để có thể điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, phục vụ cho việc triển khai dự án. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Điệp, huyện Hoa Lư cần ra soát lại quy hoạch sử dụng đất, đưa diện tích đất dự kiến thực hiện dự án vào danh mục chuyển mục đích sử dụng, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt trong kỳ họp gần nhất. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các địa phương đơn vị cần báo ngay với Ủy ban Nhân dân tỉnh để sớm có phương án tháo gỡ, kiên quyết không để chậm tiến độ.